Vô, con vô. Vì tương lai của đứa con gái tội nghiệp, người cha ấy đã chấp nhận tra tay vào cổng. Ngủ đi. Bà, con sợ lắm mà. Giữ gìn sức khỏe, ôn bài. Để tuần sau con thi tốt nghiệp, mọi chuyện còn lại con cứ để bà lo. Tuy nhiên, sự hy sinh đó liệu có thể xô lệch cả cán cân công lý? Ông và Tùng có mâu thuẫn. Rốt cuộc đó là mâu thuẫn gì? Con ơi, cho chú qua chú đi con. Ông mới là người trắng ra. Thì ông muốn gì hả? Làm gì tôi hả? Và sau đó thì tôi lôi xác cậu ta vào vườn chuối. Tôi xin nhận tội. Những diễn biến tiếp theo của loạt phim hình sự Kẻ Thủ Ác 21:30 thứ hai thứ ba trên truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý khán giả chú ý đón xem.